Chào mọi người nhé. Hôm nay là lớp mình sẽ học về cái bài là điều kiện để máy có thể kích được nguồn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra theo các bước trình tự theo các bước sau. Là trên có chúng ta có 9 bước. Tạm thời là giáo trình chúng ta có 9 bước thì chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt các bước sau. Bước thứ nhất là bước 1, chúng ta kiểm tra về nguồn, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra xem là máy nó có kích được nguồn hay không, có hoạt động hay không, thì chúng ta điều đầu tiên chúng ta cần là phải có nguồn đầu vào, đúng không ạ? Mà cái bước 1 là chúng ta nói về nguồn, đúng không ạ? Nguồn thì đúng không ạ? Chúng ta có nguồn đầu vào. Nguồn thì chúng ta có hai cái dạng, đúng không ạ? Một là gì ạ? Từ sạc, đúng không ạ? DC từ sạc, đúng không ạ? Sạc hay gọi là outer đấy, đúng không? Đúng không ạ? Thứ hai là DC từ gì ạ? Pin, đúng không ạ? Battery, đúng không? Đấy là liên quan đến nguồn, đúng không ạ? Máy mà muốn kích được nguồn mà lại không có sạc, không có pin thì sao kích được nhỉ? Không cắm điện vào máy bật được lên, đúng không? Nhiều gặp rất nhiều khách hàng bảo rồi nhá, đúng không ạ? Gọi điện đến cái máy chị không bật được nguồn, chưa cắm dây nguồn, đúng không? Cứ bắt gọi đến kiểm tra, chúng ta phải để ý, chúng ta cũng thế, chúng ta sửa máy, đúng không ạ? Chúng ta phải loại trừ những trường hợp này, liên quan đến nguồn. Điều đầu tiên nó phải kiểm tra, đúng không? Sau khi có nguồn có sạc hoặc có pin rồi, chúng ta một trong hai cái, đúng không ạ? Có sạc thì phải điện, có pin thì pin còn pin, đúng không ạ? Pin hoạt động tốt, đúng không? Sạc hoạt động tốt thì chúng ta sẽ trong cái nguồn này thì nó sẽ có cái gì nữa? Có nguồn chờ, đúng không ạ? Nguồn chờ. Các nguồn chờ, ví dụ chờ đầu vào, ví dụ nguồn LDO này, đúng không? LDO 3V, 5V này, đúng không? 3 và 5V, đúng không? Đấy là những nguồn, đây gọi là nguồn cấp trước, đúng không? Cấp trước, đúng không? Khi có nguồn cấp trước này, nó cấp cho cái điều kiện I/O hoạt động. Bài hôm trước chúng ta học đó, điều kiện về I/O hoạt động. Khi thỏa mãn được các điều kiện trên thì chúng ta sẽ bắt đầu bước thứ hai, là chúng ta sẽ kiểm tra đến cái sau khi bước 1 nó đã hoàn thành ok rồi, đúng không ạ? Cũng như kết hợp cái kiến thức của bài 1 của chúng ta học, bài hôm trước chúng ta học, thì hôm nay đến cái điều kiện là kích nguồn thứ hai, đó là cái bước thứ hai. Sau khi thỏa mãn cái bước 1 thì chúng ta đến cái bước thứ hai, đúng không ạ? Bước thứ hai của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra cái bo kích nguồn, đúng không ạ? Bo kích nguồn thì nó có vài cái dạng. Thứ nhất là có thể là bo rời hoặc là bo on ở trên. Ở đâu ạ? Đây là trên gì ạ? On trên main luôn, đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy được là ví dụ nút kích nguồn này, đúng không ạ? Thì nó có dạng đấy. Còn cái dạng mà dạng thứ hai là cái dạng mà nó là liên, nó có một cái hệ thống, tức là nó ăn đến một cái chân collect và có một hệ thống cáp lối ra, đúng không ạ? Tất cả máy đều có ở hai cái dạng như vậy. Hoặc một số máy là nó sẽ cắm, nó sẽ xung quanh cái xiển, ví dụ như cái điện thoại hoặc như cái iPad của chúng ta. Đấy. Nó có những cái nút ở xiển này. Đó. Thường những cái nút ở xung quanh xiển này, bao giờ mọi người muốn bật nguồn là mọi người phải giữ mất khoảng tầm mấy giây, như nút bình thường ở các chỗ khác ạ. Ấn cái nó sẽ lên. Nút ở xiển thì chúng ta phải giữ lại mấy giây, bởi nó thiết kế cho tránh cái việc là chúng ta đút vào túi hay chúng ta va cái là bật nhẹ cái là nó lại lên, thì hoặc là nhẹ cái nó tắt, thì cái nút đấy nó sẽ có cái độ trễ nhất định nhé. Thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ phải kiểm tra kỹ là cái gì ạ? Nên là kiểm tra cái gì đấy ạ? Cả lớp nhìn ạ, kiểm tra cái gì ạ? Bo kích nguồn xem hoạt động tốt không ạ? Đúng không ạ? Bo kích nguồn hoạt động tốt thì khi bo kích nguồn cái bo kích nguồn hoạt động tốt rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta kiểm tra đến cái cáp lối, một số trường hợp chúng ta kiểm tra đến cáp lối, đúng không ạ? Và nút ấn, đúng không ạ? Nút ấn thì chúng ta biết cách kiểm tra rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cả lớp vừa lại chúng ta nắm bắt được không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải đưa đồng hồ vào thang thông mạch rồi, đúng không ạ? Chúng ta ấn cái công tắc đó xuống, đúng không ạ? Một cực nó có bốn cực thì chúng ta sẽ là có hai cực thông nhau, đúng không ạ? Chúng ta đưa cái đường đó nếu bề mát thì là công tắc hoạt động tốt, đúng không ạ? Công tắc hoạt động tốt thì chúng ta gì? Nếu trường hợp mà công tắc mà vẫn hoạt động tốt rồi mà vẫn không kích được thì chúng ta có thể kích trực tiếp trên chân đấy ạ. I/O hoặc bỏ pin cầm mốt, đúng không ạ? Cái này là liên quan đến nút kích nguồn, đúng không ạ?
nút kích nguồn này. Đó. Kích nguồn đúng không ạ? Nút kích nguồn là cáp này. Cáp này. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta kích vào. Kích vào ai? Ô đúng không ạ? Hoặc bỏ pin. Pin cầm mốt đúng không ạ? Cầm mốt đúng không ạ? Pin xe mốt. Bỏ pin xe mốt ra xem máy có tự kích nguồn hay không, đúng không? Một số trường hợp là sẽ tự, khi bỏ pin xe mốt sẽ tự kích nguồn. Nếu mà tự kích nguồn được thì chúng ta có thể loại trừ là cái trường hợp mà một là số trường hợp là xung điện, hai là có thể là bị chạm, đúng không ạ? Nút kích nguồn. Còn nếu mà trường hợp một số trường hợp là chúng ta phải bỏ gì ạ? Các thiết bị ngoại vi, mọi người lưu ý nhé. Trước khi chúng đây là chúng ta khi chúng ta làm khi nó kích nguồn là chúng ta phải xác định rõ là cái trường hợp là máy tất cả thiết bị ngoại vi nó đã được loại trừ. Nhưng trước trường hợp hôm trước đúng không? Có khách hàng người ta mua cái máy người ta bảo hành, khi đem đến bảo hành thì nó không kích được nguồn. Đấy. Nhà mình gọi lên hãng thì chúng ta anh hỏi kỹ khách hàng thì khách hàng có nói là trước khi nó bị không kích được nguồn hoặc trước khi nó không lên ấy, thì nó có hiện tượng là khi đang dùng cái tab bình thường là tự động cái bàn phím cái máy 3511 mới tự động cái bàn phím nó thi thoảng nó tự động nó mở sang cái tab mới hoặc nó copy paste nó nhảy loạn lung tung. Đấy. Thì cái trường hợp đấy là cái nó bị bàn phím nó cũng gây ra không bật được lên. Đấy. Khi chúng ta xả pin cầm mốt ra nhấc pin chính ra đấy, thì máy nó tự động bật lên nhưng mà nó cũng ngắt khi chúng ta bỏ cái bàn phím ra đó. Thì nó lại bật được nguồn lại chạy được bình thường. Đấy là những trường hợp mà khi chúng ta ở cái trạng thái mà nó treo các thiết bị ngoài vi nó bị chạm nó cũng sẽ không kích được nguồn, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bỏ hết loại trừ bàn phím này. Ổ CD, ổ cứng đúng không ạ? Những cái cạc wifi đấy là những cái mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải bỏ để chúng ta loại trừ trường hợp mà nó bị thiết bị ngoại vi nó cũng phải xảy ra nhé. Kích chân IO thì chúng ta kích vào, chúng ta nhớ đo từ công tắc nguồn vào chân IO ạ. Chúng ta hình dung ạ. Đây nhá. Ví dụ chúng ta nhìn đây là cái con đây là cái main 5110, đây là cái điểm kích nguồn chúng ta hình dung. Đây đúng không ạ? Theo như nếu như chúng ta kích vào chân IO thì chúng ta có phải là đường chúng ta nhìn loan vào chân số mấy đấy ạ? Chân số 2 của cái chân collect nút kích chân số 2 chưa? Mọi người nhìn đi ạ. Chân số 2 nó đi qua con trở gì đấy ạ? 68 bao nhiêu đấy ạ? 6802 đúng không ạ? Sau con 6802 nó đến cái gì đấy ạ? Nó đến cái trang 27 đây đúng không ạ? Chúng ta nhìn đi ạ. Chúng ta dựa trên sơ đồ này đúng không? Chúng ta nhìn đây ạ. Nó đến cái gì đấy ạ? Nếu như mà em mà kích ví dụ kích vào cái nút chân số 2 không được đúng không ạ? Mà chúng ta đo vẫn có điện áp đúng không? Chúng ta đo có điện áp chẳng hạn thì chúng ta đo đến có phải là đến con diode này không ạ? Đến con D bao nhiêu đấy ạ? D27002 đúng không ạ? Chân số 3 và sang bên này chân số 1 và chân số 2 nhưng nó sẽ đi theo cái đường chân số 1 này đến cái đường BSL2 in 2 này đúng không ạ? Chân này nó sẽ ăn vào IO ạ. Thì chúng ta sẽ search cái chân này nhá. Mọi người sẽ nhìn nè. Cái chân số 2 này. Mọi người nhìn này, đúng không ạ? Khi chúng ta kích mà nó không được đúng không ạ? Thì chúng ta có thể bỏ hết cái công tắc chúng ta kích vào đây đúng không ạ? Kích vào cái chân gì đấy? Đây là chân IO này, chân 9 mấy ạ? 93. Mọi người có nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Đúng không ạ? Thầy đã gửi lên nhóm chúng ta cả cái này nhá. Đây rồi.
Được chưa? Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cái chân 93 này. Đây. Chúng ta nhìn bot view này. Nó qua con trở này đúng không ạ? Con trở này xong đến đâu ạ? Đến cái gì đấy ạ? Đến chân số mấy đấy ạ? Đúng theo sơ đồ chúng ta. Cả lớp nhìn nha. Đây con D2702 đúng không ạ? Chúng ta nhìn đúng chân số 3 chưa? Đúng không ạ? Chân số 3 xong đến chân số mấy đấy ạ? Chân số 1. Chân số 1 vào chân 93 đấy đúng không ạ? Chúng ta có thể kích, khi chúng ta có thể kích vào chân số 3 trước nếu không được nữa đúng không ạ? Chúng ta đo một số trường hợp là nó cái đường tín hiệu là từ cái chân, ví dụ nó đứt chẳng hạn, nó đứt từ cái chân số 93 này, nó đến cái chỗ này, đến đây nó bị đứt. Thì cái trường hợp mà chúng ta kích vào nút nguồn vào ăn vào cái chân số này nó sẽ không được đúng không ạ? Khi chúng ta đưa cái này về không nhưng mà nó đến với cái chân này, nó đến cái lệnh đến chân IO nó chưa được nhận lệnh, thì chúng ta có thể kích vào cái chân số mấy đấy ạ? 93 của IO đúng không ạ? Đấy là cái trường hợp mà nếu công tắc nó lỗi hoặc là cái đường thông mạch từ cái chân kích nguồn nó đến gì ạ? Đến IO đúng không ạ? Còn nếu mà trường hợp mà nó vẫn ok thì rõ ràng chúng ta kích vào nút nguồn, mọi công thức nó ok là nó sẽ chạy được nguồn, được chưa ạ? Đúng không ạ? Đấy là cái bước số 2 là chúng ta liên quan đến kiểm tra cái bo kích nguồn và các kích nguồn đúng không ạ? Cái bước số 3 là chúng ta kiểm tra cái rắc gì ạ? Rắc nút kích nguồn xem có điện áp đúng không? Vừa lẽ chúng ta kiểm tra cái hoạt động cơ khí nó có tốt hay không, đúng không? Cái thông mạch nó có tốt hay không? Còn bây giờ chúng ta kiểm tra đến cái gì ạ? Kiểm tra nóng hơn nữa, nó là kiểm tra đo sống, đúng không ạ? Đo sống là chúng ta đo cái gì ạ? Đo điện áp, đúng không ạ? Đo điện áp xem nó có hay không. Thường là cái chân kích nguồn nó có mấy volt nhỉ? 3,3 đúng không ạ? Dương 3,3V đúng không ạ? Cái bước thứ ba là chúng ta kiểm tra cái rắc kính nguồn xem có điện áp không, đúng không ạ? Chúng ta cứ hì hục kiểm tra nguội là nó kích tốt nhưng mà nó không, ở đây nó không có áp thì cũng không được đúng không ạ? Chúng ta hình dung ạ? Nó không có áp cấp là cũng không được, nó không có điện. Đó. Thì chúng ta phải kiểm tra cái áp cấp điện nhé. Đó, bước 3 là liên quan áp đúng không? Tùy theo máy này. Đây là cái trường hợp tùy theo máy này. Lúc trước anh nói là có những cái trường hợp là máy bao nhiêu volt ạ? 5V cũng có đúng không? Một số trường hợp là máy 5V cũng có, một số trường hợp là máy 19V đúng không? Nó theo máy, nếu không có thì dò về. SIO này là vẫn là IO nhá. Bước 3. Bước 3 đúng không? Chúng ta kiểm tra, tức là đo áp, đo điện áp. Đo điện áp nút bắt nguồn đúng không? Xem có 3,3V chưa đúng không? Một số trường hợp mà nó 3,3 hoặc là 2,8V nó vẫn kích được. Một số trường hợp nó tụt xuống bao nhiêu ạ? Nó tụt xuống khoảng 1V thì đúng không? 1V thì chúng ta cũng sẽ là không đủ điện áp, thì chúng ta lúc đấy chúng ta phải xem có con điện áp cấp, con trở cấp áp cho cái trường hợp đấy. Cảm rất nhiều nhá. Đúng không ạ? Đây là chúng ta nhìn này. Áp là cấp từ đây này, đúng không? Chúng ta phải kiểm tra này. Áp này. Cấp qua con trở giờ là bao nhiêu này? Cấp vào cái chân này đúng không? Chân này cấp ở đây, cấp đây đúng không ạ? Cấp ở đây đúng không? Nó là những cái áp mà có thể nó có điện áp cấp vào. Đây. Đúng không ạ? Được chưa? Đúng không? Còn nếu mà trường hợp mà nó thì chúng ta cũng phải đo, cũng phải dò đến cái app đấy, đến cái lúc IO, chân IO này. Còn bước thứ 4 đúng không ạ? Bước thứ 4 là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái gì ạ? Kiểm tra rôm kích nguồn. Đấy. Khi tất cả các bước trên mà chúng ta kiểm tra ok rồi đúng không ạ? Cái rôm kích nguồn là cái rôm liên quan đến rôm EC đó đúng không ạ? Hoặc là BIOS của máy đó đúng không ạ?
trường hợp một số trường hợp là chúng ta đúng không? Bước thứ 4 đúng không? Tất cả các bước trên mà nó ok rồi, nó gút hết rồi mà nó vẫn không kích được đúng không? Mà kích mà máy nó vẫn không chạy được, rõ ràng là nó bây giờ nó sẽ xảy ra cái trường hợp là đến cái bước thứ 4 là chúng ta lạp lại cái zoom đó đúng không ạ? Zoom EC này hoặc là BIOS đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta có thể copy một cái chương trình zoom từ cái máy ok. Chúng ta lạp lại, chúng ta thử. Có đúng không ạ? Còn lấy chương trình zoom ok thì chúng ta lấy ở đâu ạ? Từ những cái người thợ, những người anh mà có kinh nghiệm, người ta lưu lại chép từ cái máy đang chạy tốt đúng không ạ? Để chúng ta nạp thử. Hoặc là chúng ta trên các diễn đàn đúng không? Diễn đàn của chúng ta đúng không? Trên học viện hay là trên cái modem trang máy rất nhiều trang, các trang mạng chúng ta lạp lại. Nhớ trước khi lạp nhá. Một số trường hợp là chúng ta nghi ngờ zoom, nghi ngờ BIOS thì chúng ta phải copy lại cái chương trình đó, ta lưu lại tạo thành một cái file. Đây là cái mail để cho anh em. Một số anh em mà chúng ta nghi ngờ chúng ta lạp, chúng ta bỏ đi mất thì sau này khi cái file gốc quay lại chẳng hạn nạp cái file khác nó vẫn thế, thì hoặc là làm mấy file mà file good rồi mà nó vẫn thế thì chúng ta là không phải, đúng không? Không phải do cái gì ạ? Cái bước 4 này không phải do cái zoom này thì chúng ta gì ạ? Nếu mà bước 4 mà vẫn không được nữa thì chúng ta lạp lại cụ và chúng ta sang bước thứ mấy ạ? Hoặc là chúng ta cứ để cái con good và chúng ta sang bước mấy đấy ạ? Bước 5 là kiểm tra cái thạch anh dao động 32.768.